Pin hòn thương điếc, lại khả tăng to thôn to xa đầy hiện bê tống. Lượn văn hoặc quảng thùng thờ sở, tới thống quốc cần dân văn càng đầy thùng khứn. Hàn lê lại việc đã hiện đáy, cô nứa thiết hàng pin hiện ba lăng máu, cô đảng bộ các cần dân là dân tộc tỉnh Hà Giang. Lòng số liệu báo cáo từ văn phòng hiện ba lăng máu tỉnh. Thống này tỉnh Hà Giang, đà mì thành phố Hà Giang, đầy thủ tướng chính phủ công nhận, hệ song ba lăng máu. Mì hà thiết mết đào pa nướng chết tiếp hà xà đại chuẩn ba lăng mỡ. Các mì xà nướng đại chuẩn ba lăng mỡ ảo thùng. Khả tăng bay ba từ thôn thèn óc trang xà xuân rằng khăn nơi đã hết quang hơn, bay ba ngày hơn, cho đấy con này. Hắn nơi căm đơn cũng cân dần chút thôn thèn cùng mò nhân cân sơ là bay ba quá khả tăng này. Đới phương châm nhà nước cấp dân chung đen hẹt, thờ thông bắc đinh dân đơn thôn, cái khẩu họp bàn từ quyền hạ đinh, có văn công, có ngân, về khí quản khả tăng tài. Có nền nà tang đồn thỏng bét hạ, lê khăn đầy là đại khăn tăng bê tông đồn hạ bét. Đề tăng đẹp chút bóc, chút bày cảnh, nhưng anh bên gác khang trang đề tăng chút sở tăng cài, mò càng tôn khẩn vẻ đầy bạc bình yên của ấm đình đầy. Nông thôn mới bây giờ về giao thông phải đường rộng, to, thoáng nên là vài hết đầy kha tang quảng đầu đài để ban quản lý thôn cấp ủy chi bộ bày khẩu họp dần thống nhất để cân dần hết kha tang đài. Các cân dân cũng đã nhất trí toàn hẹp đài đường rút sở kha tang đài từ quyền hiến đình đóng góp quan công quần của vào cản hẹp tảng chủ động hiến đất và chúng tôi huy động nhân dân đóng góp để thực hiện con đường này. Bây giờ nông thôn mới mở từ thông thôn mới rồi thì mình phải nên làm những con đường đẹp như thế này để cho nên đã đẩy công nhân bản đảng báo đoàn xã lại phải hết tăng pay ba quang hơn để đạt hơn đồng đại với cân dân pay ba đẩy ngày hai cái ô tô mà đi lại rất thoải mái. Xa Xuân Giang đẩy công nhân chuẩn bản đảng báo khẩu pi thọc trên linh tiếp xúc mi non đâm bay những thanh quả đã chống đẩy ngày tốt đang hẳn đang bổ các cân dân đại dân tộc đơ xả có bê khẩu hay đại tiêu chí bản đảng báo nâng cao. Hào thức này, ta đã khách thường đến tiếp chất nơi tiếp cầu tiêu chí bản đảng báo nâng cao. Gần thu chúng mắt đại án theo hô cân thường vì thong trên thong tiếp thảm lên nưa hạt tiếp bét chiều bởi cân đầu vị, tơi thổng vật chất tinh thần của cân dân bản cảng chuyển tối về khẩn. Hàng năm thì đều có cái sự đóng góp của người dân trong cái việc tham gia xây dựng. Đấy là cái mình muôn pì đều bị bắt đồng có của cân dân. Mơ hẹn chương trình bản đảng báo hành đình binh chứng hạ và chuyên tối đã cách nghỉ cách hẹn một con này việc hiến đinh đóng góp đinh để chấp lại khó khăn trong ban đăng này tốc đăng để đinh cháo từ đăng bộ hạ thân chi bộ để cân dân cùng toàn hẹn đềm nhạc giá đới tham xin bếp vùng đình thuần từ pi thong trên thong tiếp ất tàu bừa cón đơn á hoàng thị cử chút thôn trung xa xuân giang chút thong phủ khẩu năng suất cho mắt đầy tấn khẩu thóc đằng tính ốc ngân để đẩy pét chiều hàng ti thong trên thong tiếp ất đến á chuyên túi tăng này đến đam nan đầy thảm chút mắc nhỏ hối đầm bườn thí pi thong trên thong tiếp thảm mắc nhỏ có thử bác bùi pi đến á cấp để thong chắc mắc nhỏ khai áng khoảng tấn hạ bác để ra khai giúp ngay thuần để phát nâng hạ tiếp trên ngân bồi cần một đồng hành đến á cùng cho mắt đẩy ngân thù sở thong bác chiều gần bộ mặt thôn thôn mới có thay đổi. Hà Nà cũng bán đăng đã bị đại chuyên tối. Đơn khỏi cũng đại chuyên tối, thảm trúc bác nhỏ, hành chống bắt đẩy ngân thủ đại hơn. Các tơi thổng cũng cân dần, tốc đang để công dân bản đăng báo cùng chuyên tối bày khẩn. Đen đơn đến những huyện đồng đực quốc tỉnh, mở khai quảng hay kinh tế, văn hóa xã hội. Huyện Quảng Bình, phấn đấu thân thường vì thong trên thọc tiếp hạ, sẽ hẹn từng chương trình huyện bản đăng báo. Chắc dùng thường để nhân toàn bị thản chút đau quyền và họ còn hết thần đi bạc chương trình bản đảng báo theo đâm phần trầm hiệu quả thực chất. Bản đảng báo thực sự tôi báo cặp chỗ mà tơi thổng đo kinh im ún hạ cân sân. Qua quá trình triển khai đến thời điểm này có thể đến có thể nói là các từ lúc họ còn hết chương trình hạ thân đài có thể đẩn đang cả đai việc bằng thần tiêu chí bản đảng báo đầy đai cấp lai ngành đền cháo hạ đại hạ. Nhất định việc phối hợp của đại sở ngành được việc đánh giá các đại tiêu chí từ hành nhân toàn nhân khẳng mở cơ chế để bon khỏi cùng so đấy tỉnh vừa thảo cớ những khó khăn này việc tạt óc tài thuốc của bon khỏi để cố gắng thân thần phi thong trên thong tiếp hạ huyện Quang Bình để công nhận để huyện bản đảng báo cố gắng là huyện Quang Bình trở thành huyện nông thôn mới bi điều rút lại huyện Đồng Đực mà ngày giúp cán đại quyền khó khăn của tỉnh Hà Giang chương trình bản đảng báo cũng đã cấp đăng từng giờ từng phần hạt chuyên tối hà nạp bản đảng từ đại nguồn ngân đại hưởng quốc nhà nước cùng một đại nguồn ngân xã hội hóa nguồn ngân cân dân đóng góp cơ sở hạ tầng văn càng đại hạnh đầy bạc cân dân để hưởng thụ để đông dịch vụ thiết yếu văn càng đầy bạc
thôn Đùng Vái, xã Na Khê, huyện Yên Bình, mi tăng cá Hà Tiếp Hà đơn dần. Cách này khoảng chất vi bờ cón, tôi đến khỏi cúc thôn nhằm chiếm nửa chất tiệp phấn. Khá tăng bách khẩu thôn cũng để khá tăng đình. Tăng cá là đơn đời thôn để đơn hết phá bằng đình. Xong khá này hát đạo ban đăng đã chuyên tối tăng con giá. Số đơn khỏ nòi đồng nhằm tiếp xúc phấn. Mì phải tiếp hạ phấn số đơn dân đời thôn hết để đơn chú từ thông tầng tàu khẩn. Nông thôn mới ban đăng bá ứng đã hư đùng vái bàn càng chuyên tối bệnh khẩn. Đơn dân bị cố kiến cũ vải hết để đơn dũng bắn vần. Hà này giúp đời thôn bị hạ thiếp tí đường lại bị thi tiếp xúc đường hết để đơn xảy. Gần thu chống bắt đại cúc cân dân cùng đo chống hợp sinh hoạt công văn cấp đỉnh đục về thòn thử. Hợp thương thường vì thông trên thông tiếp thảm, lăng hơn tiếp thí vì hết bản đảng bá, tỉnh Hà Giang đã bị thành phố Hà Giang để Thủ tướng Chính phủ công nhận để hết thường bản đảng bá, bị hạ thiếp ất nửa bác nâng trên tiếp hà xã để chuẩn bản đảng bá, đang hành bi xa đần để chuẩn bản đảng bá nâng cao, tăng cá số tiêu chí đã hết thường hạt thức đẩy để thông xin bác đần về tiếp hạ tiêu chí. Bình quân tăng tỉnh hết đầy nửa tiếp thông tiêu chí mỗi xã. Mì bác đơn thông tiếp xúc thôn để công nhận thôn bản đảng bá. Từ vì thông trên thông tiếp và thân đầy, đại xã tốc đăng đầy chuẩn bản đảng bá đã có bế khẩu hết đầy tiêu chí quốc xã bản đảng bá nâng cao. Trong suốt quá trình triển khai phấn đấu thì chúng tôi đã làm thêm được rất nhiều. Đào đúc ao còn hết, bọn khỏi đảng hết thêm đến đại việc để phần trầm nhà nước cấp dân trung đen hết. Hạ thân đẩy đã tiếp cầu tiêu chí bản đảng bá, để đã hạch đẩy tiếp thí, nửa tiếp cầu tiêu chí theo bộ tiêu chí bản đảng bá nâng cao. 14 trên 19 tiêu chí đã đạt những bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đánh giá toàn diện, nếu mà đạt được nông thôn mới thì nó là đạt được toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nếu mà đẩy công dân bản đảng bá, để sẽ chống hạch đẩy tăng diện, giúp tăng cá là lĩnh vực, kinh tế xã hội, tây thổng vật chất tinh thần cũng cần dần, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Do hẳn bọn phải xác định hết bản đảng bá để tập trung tăng lai quân được quay chống hết thuần đai tiêu chí bản đảng bá đỏ bắn vững cấp thực sự bản đảng bá để phải tôi bán là phải đổi mới đôm đa tự hào bước bản đảng để tâm trạng cũng đai cần lúc so sánh bản đảng quốc đà con cấp tốc đảng hết bản đảng bá và chuyến tối này hà hăn đỏ chú những hà tăng bày bà đơn rú cùng một môi trường để dự thơ giải. Nhưng khả năng bày bạc khách đầy đầy khách quan hơn cùng bỏ quẻn quét thời gian hơn. Nhân đơn văn hóa thôn đã tân ti sinh hoạt văn hóa thể thao cũng cần dần. Cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc để đầu tư đầy bạc, thống phát thanh truyền hình để phụ quảng nửa tọc tiếp hạ phấn thôn bản. Tăng cá nhân toàn chống đầy cũng chương trình bản đảng báo đều để phục vụ chính tơi thống cũng cần dần. Bài bị đầy hạ nạp bản đảng tôi báo vào bản này, khen những chủ trương đầy bạc cùng với nhân toàn đầy hứa của nhà nước. Lê Pha quyết tâm chẳng đứng đoàn kết của cân dân trung đang hạch đi bạc đại chương trình tạt óc. Nông thôn mới này thì đời sống nhân dân nói mặt kinh tế thì là phát triển. Lần mưa việc hành kinh khăn đầy, văn căn đầy khai quảng chuyên tối bày khẩn. Cân dân chắc tiếp cận khoa học kỹ thuật cùng bỏ chuyên tối vừa đồng bạch bước tuần điện. Đang phát triển rất là nhanh. Thôn Yên Lập đã được về thôn mùng 1 thì kể từ ngày làm là hạ thân khăn đầy cơ bản hạ nạp bản đảng cũng bòn gọi bị đại chuyên tối đảm tây thống cũng cân dân từng và chuyên tối bê khẩn đảng chồng hạt chương trình bản đảng báo để quá trình hạt hằng đi liên tục chỉ đồng hành đới đai thôn đai xã phải đại công dân bản đảng báo để phải cố gắng hơn vậy là đại công dân nhằng đới đai xã đã đại công dân để tập trung dư hạt thỉnh đi bác thêm lại tiêu chí nâng cao của chương trình bản đảng báo. Và thường thường vì thông trên thông tiếp bà, tỉnh Hà Giang bị huyền đần hay thường chương trình bản đảng báo. Các mình huyền đần hay thường tiêu chí tăng cá số xã để chuẩn bản đảng báo. Phải tiếp thông xã để công nhận bản đảng báo. Thông bác thôn bản giúp đai xã cho khó khăn để công nhận thôn bản đảng báo.